Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. 9 lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc từ trái ổi. Thứ nhất, cải thiện sức khỏe tim mạch. Thứ hai, giúp giảm cân. Thứ ba, giảm lượng đường trong máu. Và nhiều lợi ích khác nữa từ trái ổi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trái ổi có hàm lượng dinh dưỡng cao, mang lại vô số lợi ích tốt cho sức khỏe như cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm cân. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Các chất chống oxy hóa và vitamin trong ổi giúp bảo vệ tim khỏi bị tổn thương do các gốc tự do. Một nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ ổi có thể giúp giảm huyết áp, giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Ngoài ra, chất xơ hòa tan và kali trong ổi cũng góp phần tăng sức khỏe cho tim. Giúp giảm cân. Hàm lượng chất xơ trong ổi có thể giúp bạn cảm thấy no và không thấy thèm ăn trong một khoảng thời gian dài. Ổi cũng có lượng calo thấp nên có thể là món ăn nhẹ lý tưởng để giảm cân. Giảm lượng đường trong máu. Một nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ ổi có thể cải thiện và kiểm soát lượng đường trong máu và kháng insulin. Theo một nghiên cứu khác, uống trà lá ổi có thể giúp giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn. Ngăn ngừa ung thư. Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ chiết xuất từ ổi và lá ổi sẽ giúp ngăn chặn các gốc tự do gây tổn hại cho các tế bào khỏe mạnh, theo đó giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư. Tăng cường khả năng miễn dịch. Ổi là một nguồn vitamin C và chất chống oxy hóa tuyệt vời, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Đặc tính kháng khuẩn của ổi cũng giúp tiêu diệt vi khuẩn và virus, tránh nguy cơ nhiễm trùng cho cơ thể. Hỗ trợ tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ cao trong ổi giúp ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ tiêu hóa. Một nghiên cứu cho thấy chiết xuất lá ổi giúp làm giảm cường độ và thời gian tiêu chảy bằng cách tiêu diệt tất cả các vi khuẩn có hại trong ruột. Giảm đau bụng kinh. Chiết xuất lá ổi có thể làm giảm đau bụng kinh. Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ bị đau bụng kinh nên uống 6mg chiết xuất lá ổi mỗi ngày để giảm cường độ đau. Ngăn ngừa viêm xương khớp. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học thực phẩm và dinh dưỡng Mỹ, chiết xuất từ ổi có thể ngăn ngừa sự phá hủy sụn trong viêm xương khớp. Tăng cường sức khỏe của da và tóc. Ổi có tác dụng tốt đối với làn da của bạn do có chứa chất chống oxy hóa. Ăn ổi hoặc sử dụng sản phẩm chiết xuất từ ổi trên da sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa nếp nhăn. Nó cũng điều trị mụn trứng cá nhờ có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn. Năm lợi ích của nước ép đu đủ và cách làm tại nhà. Đu đủ là một trong những loại hoa quả được đánh giá rất cao về hàm lượng dinh dưỡng cũng như những dưỡng chất tốt khác cung cấp cho cơ thể, có thể kể ra như vitamin E, vitamin C, B1, B2 và các khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt và kẽm. Đặc biệt là trong quả đu đủ có lượng beta-carotene nhiều hơn ở các loại rau quả khác. Chính vì điều đó, đu đủ cho chúng ta rất nhiều lựa chọn để có được món ăn, hoa quả bổ dưỡng. Có thể sử dụng đu đủ xanh để ăn giống như một loại rau trong bữa ăn hàng ngày và cũng có thể ăn đu đủ chín như là một loại hoa quả. Trong rất nhiều cách chế biến đu đủ thành món ăn thì nước ép đu đủ đang được rất nhiều bạn lựa chọn bởi những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại. 5 lợi ích của nước ép đu đủ. Thứ nhất, làm đẹp da, tăng kích thước vòng 1. Trong đu đủ có chứa nhiều enzyme tự nhiên nên dễ dàng thấm sâu vào da, giúp làm đẹp da. Đu đủ cũng có tác dụng tẩy tế bào da chết và phục hồi sự tươi trẻ của làn da, giúp mau lành các tổn thương trên da.
Các enzyme có sẵn trong đu đủ xanh là mấu chốt của vấn đề khi mà chúng phá vỡ cấu trúc của protein, giúp cho cơ thể hấp thu những protein này tốt hơn, tạo điều kiện cho vòng 1 nảy nở hơn. Đồng thời, nó cũng kích thích việc tiết hormone nữ estrogen và prolactin, giúp vòng 1 phát triển. Thứ hai, thúc đẩy hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Trong 100g đu đủ có chứa tới 80mg vitamin C và tới 1250 IU creatine. Ngoài ra, còn có các vitamin B1, B2, các axit gây men và khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt và kẽm. Thường xuyên ăn đu đủ hay uống nước ép đu đủ có tác dụng bổ máu. Ngoài ra, do có nhiều creatine nên đu đủ có tác dụng chống oxy hóa và làm tăng sức đề kháng cho cơ thể, thúc đẩy hệ miễn dịch và nhu động ruột rất tốt. Đây là một trong những lý do chính đáng nhất để đu đủ có mặt trong bữa ăn hàng ngày của bạn và gia đình. Thứ ba, chống viêm, kháng viêm và hỗ trợ trong phòng ung thư. Hỗn hợp nước ép đu đủ và nước cốt chanh có các thuộc tính chống viêm, kháng viêm, làm giảm sưng tấy. Có thể dùng hỗ trợ điều trị đau khớp, viêm khớp dạng thấp và lưu thông máu. Trong hỗ trợ phòng ung thư đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư máu, thì hỗn hợp nước ép đu đủ và nước cốt chanh có thể là một sự lựa chọn tốt cho bạn, bởi vì nó có tác dụng giải độc cơ thể và ngăn chặn sự nhân bản bất thường của tế bào. Thứ tư, dễ tiêu hóa, cân bằng vi khuẩn tốt ở đường ruột. Đu đủ chín được coi là một món ăn bồi bổ, đồng thời giúp cho việc tiêu hóa các thức ăn giàu protein một cách dễ dàng hơn do có enzyme papain. Hơn nữa, beta-carotene và các vitamin tìm thấy trong nước ép đu đủ thúc đẩy sản sinh các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, làm cho chức năng tiêu hóa được cải thiện rõ rệt hơn. Nhất là với những người đang trong và sau đợt điều trị kháng sinh, cố gắng uống thật nhiều nước ép đu đủ. Với những bệnh nhân mắc bệnh không tiêu hóa được protein trong gạo mì, thì nước ép đu đủ xanh có thể là một gợi ý cho sự lựa chọn của bạn để chữa căn bệnh này. Thứ năm, tốt cho mắt. Như đã nói ở trên, lượng beta-carotene trong đu đủ có nhiều hơn ở các loại rau quả khác. Beta-carotene là một chất mà khi đi vào cơ thể con người sẽ được chuyển hóa thành vitamin E, một loại vi chất dinh dưỡng có vai trò chống oxy hóa, chống khô mắt, bảo vệ mắt khỏi bị thoái hóa, hơn nữa còn cải thiện thị lực cho mắt. Bạn có thể uống nước ép đu đủ hay vài miếng đu đủ vào sinh tố để mắt của bạn có điều kiện phát triển tốt nhất. Nước ép đu đủ có thể là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn vào bất kể mùa nào của năm trong căn bếp nhà bạn. Cách làm nước ép đu đủ tại nhà. Với 5 lợi ích nêu trên, đu đủ sẽ là một trong những đồ uống mà bạn không nên bỏ qua. Về nguyên liệu để bạn chuẩn bị cũng rất đơn giản. Một quả đu đủ, một ít đá viên, một lát chanh cắt mỏng, một máy xay sinh tố. Về cách làm như sau. Bước 1. Đu đủ bạn nên chọn quả chín, mềm ngọt và đậm màu, không bị thối hỏng. Sau đó gọt vỏ, bỏ hạt và cạo sạch phần lớp màng trắng bên trong rồi cắt thành miếng vừa ăn. Bước 2. Cho đu đủ vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn. Bước 3. Đổ nước ép đu đủ ra ly và cho thêm muỗng canh mật ong và đá viên nếu thích. Trang trí thêm lát chanh mỏng sẽ làm cho ly nước ép đu đủ của bạn hấp dẫn hơn đấy. Nghiên cứu, mỗi ngày ăn một trái táo, mỡ máu giảm gần 50%. Nhiều người đi khám sức khỏe phát hiện có mỡ máu cao, liền lo lắng sẽ bị mắc nhiều bệnh phiền toái. Từ lâu người ta đã biết đến lợi ích sức khỏe của táo. Vì thế mới có câu, mỗi ngày ăn một quả táo, bác sĩ rời xe. Vậy trong trường hợp này, táo có giúp ích gì không? Kỳ thực, không phải loại mỡ nào trong máu cũng là xấu. Trên thực tế,
trong máu có cả hai loại mỡ tốt và mỡ xấu. Vì mỡ cũng là chất dinh dưỡng thiết yếu của cơ thể, đặc biệt là đối với hệ thần kinh. Rối loạn mỡ máu là tình trạng mỡ xấu vượt quá ngưỡng quy định. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, mỗi ngày ăn một quả táo có thể làm giảm lượng mỡ xấu tới gần một nửa chỉ trong vòng một tháng. Mỗi ngày ăn một quả táo, lượng mỡ xấu giảm gần một nửa. Nghiên cứu của Đại học bang Ohio, Hoa Kỳ cho thấy, mỗi ngày ăn một trái táo chỉ trong vòng một tháng sẽ giúp cải thiện đáng kể sức khỏe tim mạch của những người trung tuổi. Một nhóm người trên 51 người độ tuổi từ 40 đến 60 được chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất ăn một quả táo mỗi ngày. Nhóm thứ hai dùng polyphenol, một chất chống oxy hóa có trong táo. Và nhóm thứ ba dùng giả dược. Cuối cùng, nghiên cứu phát hiện nhóm ăn táo trực tiếp có lượng mỡ máu xấu giảm đến 40%. Nhóm dùng polyphenol cũng đem lại hiệu quả giảm mỡ máu, nhưng không mạnh như nhóm ăn táo. Trong khi đó, nhóm thứ ba không có bất kỳ thay đổi nào. Giáo sư DiSilvestro, đứng đầu nghiên cứu cho biết, ăn táo hàng ngày có hiệu quả giảm mỡ máu xấu tốt hơn các loại thực phẩm chống oxy hóa ông từng nghiên cứu, như curcumin có trong nghệ, trà xanh, chiết xuất từ cà chua. Trước đây, người ta từng cho rằng polyphenol trong táo làm nên phần lớn lợi ích sức khỏe của loại trái cây này. Nhưng nghiên cứu trên cho thấy, dường như ăn táo trực tiếp có tác dụng tốt hơn so với chỉ dùng polyphenol đơn thuần. Bên cạnh đó, các nhà khoa học còn phát hiện rất nhiều lợi ích sức khỏe khi ăn táo thường xuyên như ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Alzheimer là nguyên nhân gây suy giảm trí nhớ, tư duy phổ biến ở người cao tuổi. Táo có tác dụng ngăn ngừa bệnh Alzheimer nhờ chất quercetin. Quercetin đặc biệt có hiệu ứng với hệ thần kinh, đó là bảo vệ các tế bào não khỏi bị hư hại, phòng tránh các bệnh liên quan đến thần kinh, bao gồm cả Alzheimer. Giảm nguy cơ tiểu đường. Chất polyphenol trong táo và các chất chống oxy hóa khác có tác dụng ổn định đường huyết, do đó làm giảm nguy cơ mắc căn bệnh mãn tính nguy hiểm này. Tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Táo chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch. Tốt cho da. Collagen và elastin trong táo có tác động lên làn da của bạn để giữ cho da trắng sáng, rạng rỡ và khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong táo cũng góp phần đẩy lùi quá trình lão hóa, đồng thời tăng sức đề kháng của da. Bảo vệ xương. Một trong số các thành phần dinh dưỡng của quả táo là Proline, có tác dụng bảo vệ xương rất hiệu quả, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh. Chất này cũng sẽ làm tăng mật độ xương, giúp xương chắc khỏe hơn. Chống ung thư. Các chất chống oxy hóa flavonoid như quercetin và triterpenoid trong táo giúp làm chậm sự phát triển của bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư ở đại tràng, ung thư phổi và ung thư vùng ngực. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.